Ngươi đừng uống nữa. Đường Châu, đừng uống nữa. Sao hai người còn ở đây? Chẳng phải đã đặt khóa bộ ly, không cho ta đến gần sao? Nếu muốn chạy trốn hay trút bầu tâm sự, ta và Dương Mặc đều sẽ ở bên ngươi. Nhưng không thể uống rượu nữa, vết thương của ngươi còn chưa lành. Không cần phải thế, chung quy chúng ta cũng không phải người cùng đường. Vậy người nói thử xem, người đi con đường nào? Từ nhỏ ta đã tu hành để bắt yêu, cũng luôn cho rằng đây chính là con đường của mình. Nhưng nay mới phát hiện mọi chuyện chỉ là một trò lừa. Ta luôn cho rằng mình đang thay trời hành đạo, lại không biết đã hại chết bao nhiêu sinh linh vô tội. Bây giờ tu chi của ta đã mất hết, ta không biết con đường tương lai của mình ở đâu nữa. Ta không còn là thiên sư Bắc Yêu nữa, nhưng thiên sư Bắc Yêu Đường Châu lại là ai chứ? Là thần tiên hư ảo kia sao? Không, ta không phải hắn. Nhưng ta cũng chẳng phải là ta. Tiểu Nhị, lấy cho ta thêm giò rượu nữa. Được à? Không cần nữa. Nhan Đàm, nàng không cần thương hại ta. Nàng đi đi. Ngươi đừng uống nữa. Đường Châu, nếu không làm thế, e là hắn sẽ không dừng lại. Một mình trốn lên mái nhà uống rượu à? Nàng đến đập bình rượu à? Cũng phải có chứ. Một mình ngắm trăng buồn tẻ thế này nhàm chán biết bao. Vừa khéo ta về mang theo ít điểm tâm đây. Thực ra ta không muốn chia sẻ món ngon đâu, nhưng nể tình ngươi hôm nay có công trừ yêu, cùng ăn nhé. Năm xưa lúc bắt nàng ở trấn Lan Khê, nàng giả vờ làm người bán hàng rong, bán loại bánh bạch ngọc này. Lúc đó ta đói nên ăn vài cái. Ta vẫn luôn nhớ mùi vị này. Ngươi còn nhắc à? Nhắc đến là ta lại tức. Lúc mới gặp ngươi, ngươi ăn nhiều bánh bạch ngọc của ta như vậy, còn nhốt ta vào trong hồ lô ngọc của ngươi suốt mấy ngày liền, sắp làm ta chết đói luôn. Giờ ta nhớ đến mấy chuyện này là muốn dễ buồn nguyền rủa ngươi. Vậy nàng muốn ta giúp nàng không? Lúc đó ta cho rằng tất cả yêu quái đều đáng giết, may mà không nhốt nàng vào tháp hàng yêu. Sau này làm việc đúng là phải suy nghĩ thật kỹ. Vừa rồi ngươi nói sau này sao? Nàng đỡ hơn chưa? Phải là ta hỏi ngươi câu này chứ. Ngươi đỡ hơn chưa? Nhan Đàm, ta đã biết tại sao nàng lại xa lánh ta rồi. Dương Mặc nói người đó làm nàng bị tổn thương rất nhiều. Ngày Tết Nguyên Tiêu, ta thấy nàng cười rất vui vẻ. Vì thế chắc nàng đỡ hơn rồi nhỉ?
Ta vốn nghĩ rằng thấy nàng yên ổn là ta sẽ rời khỏi đây, nhưng không ngờ lại làm liên lụy nàng. Hôm Tết Nguyên Tiêu ấy, ta đã nhìn thấy quà đăng của ngươi. Còn có một lần ta trúng hàn độc, ngoài cung thần tiêu có đặt một khối dung viêm. Người đặt dung viêm là ngươi đúng không? Đa tạ tất cả những gì ngươi làm cho ta. Nhan Đàm, nàng đột nhiên cảm tạ ta, ta nghe không quen lắm đâu. Nhưng mà ta vẫn muốn biết nàng đỡ hơn chưa. Ăn nhiều vào đi. Tay người bị làm sao vậy? Không có gì, bất cẩn bị xước thôi. Nàng cũng ăn đi. Mùi vị này vẫn giống hệt lúc trước. Nhan Đàm, Nhan Đàm, mau đi đi, Nhan Đàm, Nhan Đàm, ta sẽ không chỉ kiếm vào nàng nữa. Ta từng nói ta sẽ không bao giờ chỉ kiếm vào nàng nữa. Nhan Đàm, Nhan Đàm, thì ra là vậy. Không ngờ trong mộng ngài cũng không muốn làm tổn thương ta. Tấm lòng chân thành không thể đáp lại, chỉ có thể trả cho ngài một giấc mộng đẹp như ý. Tất cả nguyên liệu vũ trụ quý hiếm của tiệm ta đều ở đây cả. Cô nương có thể từ từ chọn. Trên thiên giới muốn lấy xương sớm bách qua dễ như trở bàn tay, dưới trần gian lại thành vật quý hiếm. Đây đã là tiệm thứ 8 rồi, đừng làm ta thất vọng nữa đấy. Ông chủ, đây là xương sớm bách qua sao? Cô nương, cô tin mắt thật đấy. Đây chính là công thức tổ truyền nhà ta. Nghe nói được truyền đến nay từ thời thượng cổ, do xương sớm của trăm loài qua ngưng tụ mà thành. Có điều thứ này giá 150 lượng bạc đấy. Ta mua. Sau khi khôi phục ký ức, cô thật sự thay đổi rất lớn. Hay là cho cô chức vị sơn chủ núi Gia Lan nhé. Đừng đùa nữa, giờ ta chỉ muốn bảo vệ người ta muốn bảo vệ. Những thứ khác chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi. Vậy sao tự dưng cô lại nhớ tới trụ như nguyện? Đường Châu luôn mơ thấy ác mộng. Với tư cách là bạn, ta không muốn thấy hắn đau khổ như vậy. Vì thế muốn để hắn thử thứ này.